Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến lợi ích của người dân doanh nghiệp, Bình Dương đã đưa vào hoạt động ứng dụng Bình Dương Số. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương. Như vậy, ứng dụng Bình Dương Số có những tiện ích gì? Hãy cùng phóng viên thời sự tìm hiểu ngay sau đây. Với chiếc điện thoại thông minh như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng Bình Dương Số, và trong ứng dụng này được tích hợp rất nhiều mục mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân. Xin chào anh Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh tỉnh Bình Dương. Với ứng dụng Bình Dương Số thì người dân có thể tiếp cận những tiện ích nào ạ? Trên ứng dụng Bình Dương Số thì đây là một cái kênh để cho người dân có thể là tương tác dễ dàng với chính quyền thông qua thứ nhất là theo dõi về các cái tình hình xử lý dịch vụ công mà người dân hay và doanh nghiệp. Thứ hai là về những cái phản ánh hiện trường hay những cái yêu cầu của người dân cần chính quyền xử lý. Thứ ba là các cái tiện ích về dịch vụ đô thị để cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, như là các cái địa điểm về hệ thống ngân hàng, về các địa điểm du lịch, về các điểm về y tế. Đặc biệt là về thông tin về tình hình giao thông thông qua các cái camera trên các cái tuyến đường trọng điểm để người dân có thể xem thông tin trước khi tham gia giao thông để cho việc lưu thông thuận tiện hơn. Với những cái thông tin mà các cái sở ngành, các cái cơ sở mà chia sẻ thông tin của chúng ta, khi mà họ có những cái thay đổi thông tin thì chúng ta sẽ cập nhật như thế nào để đảm bảo cung cấp những cái thông tin mới nhất, nhanh nhất cho người dân ạ? Để đảm bảo cho cái thông tin cung cấp cho người dân luôn luôn là chính xác thì ở các sở ban ngành, đơn vị tạo lập ra dữ liệu đó sẽ là thực hiện cái phần mà duy trì đảm bảo cho việc chính xác dữ liệu. Ví dụ như các cái điểm ATM hay là điểm giao dịch ngân hàng thì sẽ do ngân hàng thực hiện việc cung cấp. Các điểm về trung tâm thương mại hay điểm mua sắm thì sẽ do ngành công thương thực hiện, các tuyến xe buýt thì sẽ do sở giao thông thực hiện, và trong đó thì lấy yếu tố phục vụ cho lợi ích người dân là chính, nên trong kế hoạch thực hiện chuyển đổi số hay ở các cái sở ban ngành thì đang ưu tiên để thực hiện cho việc tạo lập dữ liệu và duy trì dữ liệu để cung cấp dữ liệu cho người dân luôn luôn chính xác. Trong thời gian qua thì trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Bình Dương chúng ta nhận thấy là cái việc mà chọn lựa app Bình Dương Số để sử dụng của người dân như thế nào, đã thay đổi như thế nào ạ? Từ khi khai trương cái ứng dụng Bình Dương Số thì với các cái tính năng cung cấp các tiện ích phục vụ cho người dân thì trong thời gian vừa qua thì số lượng người dân đã cài đặt với số lượng rất là nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đến thời điểm hiện tại thì đã trên 20.000 lượt cài đặt. Trong đó thì việc sử dụng các cái thông tin về giao thông, về y tế, về các cái điểm tiện ích thì được sử dụng rất là nhiều. Xin cảm ơn anh, và chúng tôi cũng mong rằng phần mềm ứng dụng Bình Dương Số sẽ trở thành cái người bạn thân thiết của mỗi người dân tỉnh Bình Dương.